các bạn đến với chương trình Văn học tuổi xanh phát trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Huyền, Minh Quân cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân thương đến những thính giả quen thuộc của Văn học tuổi xanh. Lời đầu tiên cho Minh Quân một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả những thính giả cùng những cộng tác viên thân thiết của chương trình đã dành cho Văn học tuổi xanh những lời chúc thân thương nhân sinh nhật lần thứ 16. Mong rằng bước sang tuổi mới, Văn học tuổi xanh cũng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành cùng những thính giả yêu mến văn chương, chia sẻ những sáng tác mới đến tất cả mọi người. Vâng, để có những sáng tác hay để gửi đến tất cả những thính giả của chương trình thì rất mong là các bạn, những cộng tác viên, những tác giả của Văn học tuổi xanh sẽ luôn dành những bài viết mới nhất gửi về cho Văn học tuổi xanh. Thư từ các bạn gửi về theo địa chỉ Văn học tuổi xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email vanhoctuoixanh@gmail.com. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng tác mới trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu là bài viết Nộm đu đủ của mẹ của tác giả Phan Đức Lộc, lớp B2 D39 Học viện Cảnh sát Nhân dân, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Mưa chiều khe khẽ rơi bên ngoài ô cửa sổ rêu màu của ký túc xá buồn buồn tha thiết. Tôi trùm hờ hững chiếc khăn mỏng lên vai, rồi ngồi bó gối ngắm mưa, thả lòng mình theo từng nhịp gieo vần tí tách. Lúc tâm hồn đang trống trải nhất, bất chợt mưa đem nỗi nhớ quay về, đổ ấp đầy trong miền ký ức. Nhớ những chiều mưa lê thê giăng trắng trước hiên nhà. Thức ăn đã hết, đường đi chợ lại xa xôi, trơn trượt, nên mẹ thường mặc áo tơi ra giường, hái một vài quả đu đủ đang thì ương ửng chín để làm món nộm trang trải thêm cho bữa ăn thanh đạm chiều mưa gió. Những chiều như thế, tôi thường lon ton xuống cháy bếp, ngồi khép nép bên ngọn lửa hồng ấm liêu riêu, để vừa canh chừng nồi cơm đang nấu dở, vừa ngắm đôi tay gầy của mẹ thoăn thoắt nạo những miếng đu đủ đã được gọt sạch vỏ thành từng sợi nho nhỏ đều đều. Qua bàn tay khéo léo của mẹ, chẳng mấy chốc mà đĩa nộm đã được bày biện trên mâm, vàng giòn thơm dịu. Dường như món nộm đu đủ của mẹ rất hợp để ăn vào những chiều mưa. Bên mâm cơm nhỏ, cả gia đình cùng quay quần đầm ấm bên nhau và sẽ chia những niềm vui giản dị. Chị em tôi cứ đua nhau gấp đầy nộm cho vào mồm nhai rôm rớp thì xem âm thanh của ai phát ra to hơn. Tiếng nói cười ríu rang, thỏ thẻ khiến cho chiều mưa bớt đi phần ám đạm quạnh hiu. Những bữa có nộm đu đủ thơm ngon của mẹ, chị em tôi ăn được nhiều cơm hơn. Có hôm còn tranh nhau cào cháy nồi soàn soạt. Những lúc như thế, cha mẹ thường âu yếm nhìn hai chị em. Đôi mắt gấp đầy những nếp nhăn ánh lên niềm vui khó tả. Ôi ngày ấy sao mà bình yên thế? Từ khi đến với thành phố này, dẫu đã được thưởng thức rất nhiều món ăn hấp dẫn và sang trọng, nhưng đối với tôi, không có món nào ngon bằng món nộm đu đủ mẹ làm. Cho tới bây giờ, sau nhiều tháng ngày biệt biệt xa nhà, tôi vẫn chẳng thể nào quên cái vị thanh thanh giòn giòn của sợi đu đủ, ngọt ngọt của đường, mặn mặn của muối, chua chua của giấm, béo bùi của lạc rang, thơm thơm của lá chanh, cay cay của ớt mũi, quyện lại hài hòa trong món nộm mẹ làm. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng trào dâng một thứ cảm xúc rất khó định nghĩa, bồi hồi khao khát bâng khuâng. Những chuyến tôi về thăm nhà, mẹ lại lật đật bảo muốn ăn gì để mẹ còn ra chợ chiều mua về nấu. Lúc ấy, tôi chỉ ôm chầm lấy bờ vai gầy của mẹ và nhẹ nhàng đáp lại. Con chỉ muốn ăn nộm đu đủ mẹ làm thôi. Rồi nhanh nhẩu xếp ba lô vào nách tường và hí hửng chạy ra mảnh vườn nhỏ, vươn tay chọn hái quả đu đủ to nhất mang vào cho mẹ. Vẫn như hồi còn thơ bé, tôi lại về dưới cái bếp nhỏ, lợp mái cọ cũ màu hoài niệm, ngồi bên bếp lửa bập bùng một chiều mang mát mưa sa, ngắm cái dáng lom khom của mẹ đang tỉ mẩn nạo những sợi đu đủ làm nộm. Chợt nhận ra lưng mẹ đã còng đi nhiều, vạt áo bà ba cũng đã bạc màu hơn theo bao mùa dãi nắng dầm mưa nuôi con ăn học. Và không biết từ lúc nào, nước mắt tôi lăn dài gò má. Bên ngoài mưa chưa thôi rơi,
mưa cứ âm ỉ thấm ướt dần từng trang ký ức bùi ngùi nhung nhớ. Bất giác, tôi lấy cuốn sổ nhật ký trong ngăn bàn và viết những dòng tâm sự chân thành nhất từ tận đáy lòng. Mẹ ơi, con muốn được trở về bên mẹ, trở về bên món nộm đu đủ ngọt bùi cả một thời thơ ấu êm đềm. Và khi ấy, dù trời có mưa, gió có lạnh đến đâu đi chăng nữa, con vẫn thấy lòng mình ấm áp nhất. Vâng, chúng ta vừa nghe bài viết Nộm đu đủ của mẹ của tác giả Phan Đức Lộc ở Hà Nội. Nghe bài viết này xong thì Phương lại nhớ tới những câu chuyện của bạn bè, thường là của những người xa quê. Khi mà ngồi bên nhau thì bao giờ cũng nhắc về những chuyện xưa cũ, và mọi người thường hay nhắc đến những cái món ăn, những món ăn cực kỳ dân dã, những món ăn mà có thể nói rằng là với ai đó thì đôi khi nghe xong cảm thấy nó lạ lẫm, nó ngộ ngộ, nó mắc cười và nó không có gì đó hấp dẫn cả. Nhưng mà với những người xa quê và với những kỷ niệm thì nó luôn luôn đẹp và nó luôn luôn đầy ắp tình yêu thương, giống như trong bài viết của bạn Phan Đức Lộc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết về chương trình, mong nhận được những sáng tác mới của bạn. Và liên tục chương trình, mời các bạn cùng đến với bài Tùy Bút, Chia Tay Mùa Phượng của cô giáo Mục Miên, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Khi ánh nắng hè chan chứa rót mật vàng ươm xuống vạn nẻo đường, trời như cao và trong hơn, cây lá từ màu xanh mơn mởn tươi non của mùa xuân bỗng trùng lại xanh thẫm, lặng yên giữa mùa đầy nắng. Phượng bấy lâu ấp ủ giữa những tán xanh bỗng trở mình thức dậy, chui ra khỏi màu xanh của lá, vỡ òa một trời đỏ thắm, sáng cả một góc sân trường. Chú ve ngỡ ngàng trước sự đổi thay màu sắc nơi mình cư trú, bỗng rùng mình rồi thôi ngỡ ngàng, khe khẽ cất lên bản đàn của riêng mình. Những âm thanh mời gọi to dần, để tiếp theo là cả một dàn hợp xướng rộn lên khúc tưng bừng nắng hạ. Có cô bé học trò đôi mắt trong veo, ánh đầy màu phượng. Cô bé nói với riêng mình, hè rồi, mùa chia tay đã đến. Tất cả như mới ngày nào, khi tôi là cô bé nữ sinh lớp 12, trước những ngưỡng cửa của cuộc đời, trước những kỳ thi và cả trước những lời chia tay biển rịn không hề mong đợi nữa. Có những khoảnh khắc thật chẳng thể quên trong đời, và tôi đi qua bao nhiêu mùa phượng. Và tôi đã đi qua bao nhiêu mùa phượng, vẫn mãi thổn thức không thôi. Những kỷ niệm khó phai trong mùa phượng cuối cùng của tuổi học trò. Mùa hè xưa ấy là những quyển lưu bút được mỗi người trang trí cẩn thận và nâng niu như báu vật, để rồi chúng được chuyển tay nhau. Tất thảy những dỗi hờn yêu thương đều được gửi vào trong đó, rồi thì theo đó là những tấm hình nhỏ xíu được chụp vội vàng và rửa ra nhiều tấm để yêu mến dành cho những trang lưu bút của nhau. Tôi là một đứa lãng đãng phiêu bồng, cứ hay đòi các bạn nam leo lên tán phượng cao tít, hái cho những chùm phượng đỏ thắm, để mỗi khi tan trường, giỏ xe luôn tươi rói những chùm phượng. Có anh chàng cứ mải mê với sắc đỏ như lửa cháy ấy, cẩn thận chọn từng cánh phượng xếp thành hình hoa hình bướm, đem ép vào trang vở mà phơi thành những cánh hoa khô, rồi đem kẹp vào lưu bút tặng tôi, cùng với những dòng lưu bút ẩn giấu những tin yêu. Nhìn món quà của anh bạn vẫn sớm chiều cùng mình đến lớp, rồi nhìn vào đôi mắt ấy, thấy điều gì đó thật lạ, chẳng thể gọi tên, nghe xốn sang, nghe bồi hồi, như mơ ước về một ngày mai, có hai người chung một nẻo đường, như dự cảm, những nỗi chia ly không rõ. Tôi cười, ôm lưu bút cúi đầu chạy biến vào đám bạn dưới một trời hoa phượng. Ngày chia tay, chiếc áo trắng chi chít những chữ ký, những lời chúc của bè bạn. Cô chủ nhiệm cẩn thận mời chú thợ chụp hình đến làm vài tấm kỷ niệm cho nhau. Ai cũng cười, rồi mắt dần ươn ướt, vài đứa thút thít giấu mặt sau vạt áo dài. Tôi thấy hai má mình cũng đã ướt từ lúc nào không rõ. Hắn, anh chàng tặng hoa phượng ép khô hôm nào, đứng gần vỗ nhẹ lên vai như một chiến hữu kiểu nín đi. Cả hắn và tôi đều sợ lũ bạn biết những gì xảy ra với trái tim mình. 10 năm rồi. Hè về phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu, vẫn những hối hả trước mùa thi. Nhìn các em, những thế hệ sau mình, thấy mùa chia tay đã có nhiều điều thay đổi.
các em không còn biết lưu bút, những tấm hình nhỏ nhỏ. Những tấm hình nhỏ nhoi không còn xuất hiện như ngày nào. Thay vào đó, các em có điện thoại thông minh, chụp hình mọi lúc mọi nơi, các em có Facebook để lên đó mà chia sẻ hình ảnh, cũng như tâm tư tình cảm của riêng mình. Đôi khi, vì muốn lưu giữ những hình ảnh thật đẹp, các em còn mời cả những chuyên gia chụp ảnh về thiết kế, biên đạo để có những bộ ảnh ý nghĩa đẹp lung linh. Các em cũng có thể thiết kế thành video clip hẳn hoi, ghi hình những giây phút bên nhau, những lời tâm sự và nhắn gửi cho nhau. Nhìn các em, tôi vẫn thấy lại hình ảnh của mình. Dù thế nào, trước mùa chia tay tuổi học trò, không ai khỏi xốn xang với những băn khoăn lo lắng trước một mùa thi lớn trong đời với bao dự định, những nghĩ suy, những quyết tâm khiến mình chợt lớn, những nuối tiếc để nắm tay bịn rịn rơi nước mắt cả trong tiếng cười. Để tôi thấy rằng, bao mùa hè đến rồi lại đi, bao nhiêu thế hệ học sinh lớn dần rồi chia tay tuổi học trò, thì mùa chia tay nào cũng thắm màu phượng trong rộn rã khúc nhạc ve với biết bao xúc động và tiếc nuối. Có cả những món quà chưa kịp tặng nhau, có ánh mắt chưa một lần đủ gan đối diện với ai đó, có cả lời hẹn chưa kịp trao tay ai đó, có cả những dao động trong trái tim nhau. Nhưng vì nhút nhát và ngập ngừng nên đã rơi vào im lặng. Để mùa chia tay với tuổi học trò luôn để lại trong mỗi chúng ta những kỷ niệm mãi không quên. Để mai này trên bước đường đời, mỗi khi bắt gặp mùa phượng đỏ, kỷ niệm xưa lại ùa về trong mỗi chúng ta, một mùa chia tay còn vẹn nguyên, tinh khôi như thuở nào. Dân, cứ mỗi năm hạ về, lòng những đứa học trò cũ lại nôn nao nhớ. Kỷ niệm thời học sinh luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhất, và đặc biệt với khoảng thời gian của những ngày cuối ở phổ thông trung học, bao nhiêu điều không thể nào quên. Với cô giáo Mộc Miên thì may mắn hơn, vì mỗi ngày đều được sống lại những kỷ niệm của tuổi học trò, sẽ chẳng bao giờ phai mờ được những ký ức của ngày cấp sách. Cảm ơn Mộc Miên cho mọi người có lại được những giây phút để nhớ, để yêu. Và các bạn thân mến, phần còn lại trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng gặp lại cô nàng viết Love Story Như Nguyệt ở Bà Rịa Vũng Tàu. Truyện ngắn mới của Như Nguyệt mang tên Bản Tình Ca Tháng 6. Mời các bạn cùng nghe. Mưa. Những cơn mưa tháng 6 dài và dai dẳng, bám riết lấy thị trấn của Viên như một kẻ si tình ủy mị, bám riết lấy người mình yêu khi linh cảm rằng mình sắp sửa bị bỏ rơi. Cả thị trấn ngập trong một màn trời mờ đục. Hàng cây đứng lặng lẽ im lìm hứng chịu những cơn mưa trắng xóa mù trời và trầm lặng hẳn đi trong tiết trời tháng 6 lạnh lẽo âm u. Mọi năm mưa đến sớm, từ đầu tháng 5 đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi xối xả vào cuối tháng. Nhưng năm nay mưa đến muộn, đồng nghĩa với việc Viên may mắn thoát được những ngày đón mưa sớm trong cái bực bội khó chịu vì đi làm mắc mưa. Trễ cũng được không sao, như kiểu hoãn binh ấy. Viên không thích mưa lắm. Đã đúng hơn là ghét mưa. Viên ghét sự ẩm ướt đến bức bối và vì thế chưa bao giờ Viên có thú dầm mưa lang thang hay ngồi ngắm mưa rơi ngoài khung cửa như bao cô gái lãng mạn vẫn làm kể từ những ngày rất xa nào đó. Những đợt gió mùa lành lạnh thốc qua kèm theo những làn mưa tạt ngang tạt dọc xối xả khiến bầu trời vốn đã lạnh lẽo càng cô độc. Những buổi chiều trời mờ đục và chạy xe trên con đường vắng lặng về nhà khiến Viên cảm thấy tủi thân. Thẳng hoặc cô thấy lòng mình trống rỗng, thẳng hoặc Viên nhìn về phía con đường dài và rộng trước mắt, khẽ thở ra. Tuổi 23 nhiều ủy mị của Viên lại gắn với những cơn mưa dài bất tận. Không lẽ mình sẽ đón tháng 6 với những chuỗi ngày dài và buồn vô tận này sao? Viên tự hỏi rồi chun miệng lắc đầu chán nản. Cô duỗi người, gạt con gấu bông màu tím mơ ra một bên, nhổm dậy và tiến lại góc bàn. Cô đứng trước giá sách cao và dày ngất ngường với những cuốn luận văn, triết học, phê bình văn học và cả những cuốn tiểu thuyết dày của Mark Levy hay những tập truyện, tập thơ của vô số nhà thơ, nhà văn tên tuổi trong và ngoài nước. Gia tài của Viên đó, cô yêu quý chúng vô cùng. Tay Viên vân vê những cuốn sách được xếp đặt ngay ngắn và dừng lại trước một tập truyện có cái tựa lãng mạn. Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người. Viên đã mua nó cách đây vài tháng trong một lần đi nhà sách cùng nhỏ bạn làm chung cơ quan. Viên ngấu nghiến cuốn sách trong một đêm. Không ít lần khóc, vô số lần cười.
cuộc sống thật nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng cũng có khi khắc khoải biết bao khi Vin được sống trong thế giới nội tâm của những câu chuyện. Vin rút cuốn sách ra khỏi giá sách, lật dở những trang đầu tiên, mỉm cười. Vin không có ý định đọc lại, cô gấp cuốn sách và đặt vào vị trí cũ, mắt nhìn trìu mến cái giá sách bằng gỗ màu nâu ấm thân thương và nhịp nhịp ngón tay như đệm đàn cho một khúc ca nào đó tươi vui chút ít. Vin thoáng nghĩ đến một chuyến đi xa. Thành phố Đà Nẵng hiện ra vào một trưa nắng chang chang. Vin xốc lại chiếc ba lô nặng trịch trên vai, ẩn người vì mỏi và đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn trên trán. Những sợi tóc mai bết mồ hôi cứ chịu lấy nhau và bết dính dán chặt lấy trán, khiến cô khó chịu, chốc chốc lại gạt sang một bên. Tại sao chỉ cách một giờ bay mà thời tiết lại khác nhau đến vậy? Vin chun mũi như thói quen khi chưa thông hiểu điều gì, rồi ngước đôi mắt được che bởi chiếc kính mát màu nâu lên bầu trời cao vời vợi. Kìa những đám mây trắng bồng bềnh, kìa nền trời xanh trong. Đã từng, thị trấn của Vin cũng tinh khôi mây trời biêng biếc như thế khi mùa mưa chưa chạm ngõ, khi tháng 6 chưa rèo rắt bước qua. Vì ghét những cơn mưa, vì ghét tháng 6 ướt nhòe nên Vin ra đây. Khách sạn Vin ở nằm trên con đường trung tâm hướng ra biển. Đà Nẵng thật đẹp. Thành phố này đón Vin bằng cái rộng lượng hào sảng của mảnh đất miền Trung nắng gió. Ngay từ khi đặt chân xuống mảnh đất này, Vin đã có cảm tình. Nhỏ nhẹ và dịu dàng, Vin mỉm cười thật tươi với chị Lệ Tân khi mong muốn được ở một căn phòng có cái lan can lộng gió hoặc cửa sổ nhìn ra phía biển. Chị Lệ Tân tên Mai, có đôi mắt tròn, mỉm cười nhìn Vin và đáp ứng ngay yêu cầu của Vin mà không chút cằn nhằn hay khó chịu. Vin hoan hỉ đặt ba lô xuống nền nhà, lôi quần áo từ ba lô ra. Lưỡng lự, cô lại phía chiếc tủ gỗ màu nâu láng bóng, mở toang hai cánh cửa ra, thở vào. Đó là thói quen của Vin. Vin luôn bị ám ảnh bởi những cánh cửa tủ cất giấu những điều đáng sợ. Cô móc áo rồi treo vào tủ, dọn dẹp những vật dụng lặt vặt mang theo ngay ngắn rồi mỉm cười, bước vào nhà vệ sinh. Vin thích thú khi cái nhà vệ sinh thật sạch và rộng rãi, kèm theo cái bồn tắm màu trắng hình oval trông đáng yêu. Không quên điều quan trọng, cô bước ra phía cửa, mở toang tấm rèm cửa màu tím oải hương với những bông hoa li ti và nhìn ra phía biển. Con đường rộng lớn thanh sạch ôm lấy bờ cát vàng ươm và biển xanh bất tận. Vin thích lắm, mặc kệ ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào mặt, cô ngắm nhìn mây trời xanh biếc, biển trong veo bằng sự háo hức. Không uổng công cô đã xin phép nghỉ một tuần để đi du lịch. Ánh đèn đường hắt sáng in bóng Vin chậm rãi, lê bước trên hành lang rộng và thoáng. Xe cộ ngược xuôi, Vin nhớ đến lời chị Lệ Tân nói với mình lúc nhận phòng. Em đi du lịch một mình sao? Dạ, Vin cười chúm chím. Biết đâu khi về lại lưu luyến không muốn về, chị Lệ Tân nhe mắt. Lưu luyến gì hả chị? Đáp lại Vin là ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười tỏa nắng. Biết đâu chị ấy nói đúng, Vin mỉm cười gạt đi. Đi bộ được một quãng dài, Vin qua đường vào quán cà phê đối diện. Có những dải đèn màu xanh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Cô chọn cái bàn hướng ra biển và gọi một cacao sữa nóng. Vin nghĩ đến một thị trấn của cô, nơi ấy chắc đang mưa. Mưa cả ngày, suốt đêm, mưa như hờn dỗi. Ghét mưa, nhưng xa thị trấn với những kỷ niệm êm đềm ấy khiến Vin nhớ quay quắt. Ánh mắt Vin mông lung. Hôm nay Vin dành thời gian để đi dạo ngắm biển cà phê. Như vậy là đủ. Đến khi mệt, Vin tính tiền đi bộ chậm rãi trở về khách sạn. Trước khi đến đây, Vin đã tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thứ ở thành phố xinh đẹp này. Cô sẽ dành toàn bộ thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi, đi dạo và tham quan các cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, cũng như tận hưởng cái nắng ươm vàng trước khi trở về với những cơn mưa. Bóng Vin in dưới hành lang nhỏ bé, bóng một ai đó cao lớn như những bước đi khoan thai chậm rãi. Vin quay người, nhưng không bận tâm lắm, cô tiếp tục bước về phía trước. Vin không có cảm giác lo sợ khi ai đó lặng lẽ theo sau mình. Có lẽ câu chuyện kể của bạn bè, đồng nghiệp về sự an toàn, yên bình nơi thành phố này khiến Vin không có cảm giác bất an hay phải đề phòng. Khi trở về đến khách sạn, Vin quay lại sau lưng như phản xạ. Lạ lùng, chiếc bóng ấy vẫn theo sau Vin. Không một nụ cười, không biểu lộ một cảm xúc, Vin chôn mũi. Chiếc bóng lướt qua Vin, tới quầy Lệ Tân và nói gì đó, rồi thấy chị Lệ Tân trao cho cái chìa khóa. Gã trai mặc chiếc áo phun tay dài màu trắng ấy lên cầu thang, thật chậm rãi. Vin đứng lặng, cô nhìn theo cho đến khi người ấy lên hết những bậc thang, mỉm cười. May là cô chưa nghĩ rằng đó là một kẻ xấu.
nếu là kẻ xấu sẽ không lên phòng trước Viên. Hẳn là cái bóng ấy cũng ở khách sạn này, trước hoặc sau khi Viên tới. Khi Viên về đến phòng, việc đầu tiên là mở cửa kéo tung tấm rèm và bước ra hành lang gió lộng, mát mẻ và sảng khoái biết bao. Thật kỳ lạ, chiếc bóng chậm rãi đi theo cô cả một đoạn đường dài ấy, đang đứng dựa vào lan can bên cạnh, ánh mắt dõi ra phía những con sóng sa mù tư lự. Viên đưa tay vuốt vào nếp những lọn tóc lòa xòa, không thôi nhìn sang bên cạnh. Người ấy mang cái cô độc đến u uất. Viên lặng người nghĩ đến việc hẳn là anh ta đang chạy trốn những nỗi đau, đang trốn tránh những nỗi buồn hay tổn thương nào đó như nhân vật trong những truyện ngắn lãng mạn Viên từng đọc. Cô chun mũi, trở vào phòng, kéo tấm rèm cửa màu oải hương, đắm mình trong bồn tắm ô van với nước ấm thơm mùi chanh và mật ong trước khi đi ngủ. Nắng ở thành phố này cũng thật lạ, hanh vàng rộn rã. Viên thích đón ánh nắng của ngày mới bước sang, nên từ sớm cô mang theo mũ rộng vành, váy hoa, bước nhẹ trên con đường rộng, rẽ ra biển và đi bộ dọc những bờ cát dài mềm mịn. Viên cầm mũ trên tay, xoay xoay trong lòng bàn tay và cứ thế thong thả ngắm biển vào buổi sáng yên bình. Khi cái nắng gay gắt ập đến, Viên quay người đi về phía đường chính. Bên kia đường có rất nhiều quán cà phê. Viên không định ngồi trong quán cà phê cũ nữa. Cô gọi taxi và yêu cầu anh tài xế còn khá trẻ chở mình ra chợ gần nhất. Viên không hẳn cần mua gì, chỉ là có thói quen khi đi tới đâu Viên cũng muốn ghé qua chợ một chút. Trở về khách sạn với lỉnh kỉnh trái cây và đồ ăn vặt, chị Lễ Tân tên Linh có nước da ngăm đen mỉm cười nhìn Viên và trao Viên chìa khóa phòng kèm lời trêu gọi. Anh hàng xóm phòng kế bên có qua làm phiền em không? Dạ không ạ. Viên lắc đầu mỉm cười, rồi cho chị Lễ Tân vài trái ổi giống Đài Loan, bước từng bước ung dung về phòng. Cô kéo tấm rèm ra, đón ánh nắng ban trưa ùa vào phòng cho bớt đi cái bức bối ẩm thấp. Và như phản xạ, Viên ló đầu ra ban công, nhìn sang ban công bên cạnh. Trống không. Ai lại đi ra ban công vào buổi trưa bao giờ nhỉ? Viên mỉm cười. Có khi người ấy lại ra ngoài cũng nên. Nhưng tại sao Viên lại quan tâm đến người ấy thế nhỉ? Vì lẽ gì? Biết đâu người ấy cũng như Viên, chạy trốn những cơn mưa tháng 6 thì sao? Viên ngồi lên giường, thong thả nhai ổi và check mail. Đến khi đôi mắt xíp lại, Viên thả mình xuống tấm ga màu trắng tinh khôi, ngủ giấc thật tròn. Chiều tối, Viên gọi taxi chở mình ra cầu quay sông Hàn. Đã từng được nghe kể và biết về cây cầu này qua sách báo Internet, nên cảm giác khi Viên đặt chân lên nó thật thiêng liêng và hồ hởi. Viên mỉm cười dịu dàng, tay vịn lan can cầu và nhìn xuống lòng sông lấp lánh nước. Cây cầu thật đẹp, thật tráng lệ, đúng như cái tên thành phố ánh sáng hoa lệ mà mọi người dùng để gọi. Cầu quay sông Hàn nổi bật giữa màn đêm, mang cái huyền ảo tinh tế không gì tả được, càng thích thú hơn khi nhìn gần, lại có thêm những cây cầu bắc song song. Viên lấy điện thoại, xoay người các hướng và hoan hỉ chụp để giữ làm kỷ niệm. Cô bắt đầu yêu thành phố có những cây cầu bắc qua sông Hàn này. Thích thật, Viên lẩm nhẩm rồi đi bộ dọc mép cầu, ngắm thành phố với những ánh đèn lấp lánh bằng đôi mắt trong veo. Vì đi một mình, nên Viên không có ý định đợi đến đêm để được xem cầu quay. Cô nán lại, nơi giữa cầu sông Hàn, nhìn qua hướng cầu rồng chờ đợi. 9:30, cầu rồng bắt đầu phun nước rồi phun lửa theo một quỹ đạo định sẵn. Vì mải ngắm nên Viên không kịp đếm xem bao nhiêu lần thì cầu sẽ phun nước rồi mới phun lửa. Viên thích thú ngắm nhìn. Xung quanh xe cộ đông nghẹt, người người nô nức ngắm cầu rồng với những rộn rã lao sao. Cảm giác lúc này thật thoải mái. Viên bắt đầu thấy rằng chuyến đi này thật ý nghĩa, nó mang đến những điều tươi mới như nắng buổi sáng, mưa đầu mùa hay mối tình đầu tươi đẹp. Và tất nhiên, cảm giác lúc đầu sẽ đọng mãi, không dễ phai nhạt. Tình yêu cô dành cho thành phố này cũng vậy. 11 giờ đêm, khi đã đi hết một vòng cầu và nhìn ngắm những cây cầu xung quanh, Viên bắt đầu thấy mệt. Cô gọi taxi về khách sạn. Cả buổi trưa say ngủ, mỏi trong bụng chỉ toàn ổi. Đến chiều Viên lại không có cảm giác đói, nên chỉ ăn nhẹ chút bánh quế rồi mong đến tối đi dạo. Nên lúc này cô thật sự thấy đói. Cơn đói kéo đến âm ỉ khiến Viên co thắt bụng. Viên có thật xấu là đói quá hay no quá cô đều bị đầy bụng. Về đến cửa khách sạn, Viên nhanh nhẹn tính tiền taxi rồi ôm cái bụng đau lạch bạch đẩy cửa kính vào. Chỉ kịp gật đầu chào chị Lễ Tân một cái rồi phi thẳng lên cầu thang. Thật khổ thân. Viên lẩm bẩm trong mệt mỏi. Cô chạm phải anh hàng xóm của mình. Anh ta nhìn Viên ám ngại khi khuôn mặt Viên tái đi và tay ôm bụng với cái lưng gập xuống thê thảm. Viên mặc kệ ánh mắt kỳ lạ ấy.
cô Lâm Kho mở cửa và kiệt sức gục xuống nền gạch sáng loáng. Tiếng chìa khóa rơi lảnh xẻng phá tan im lặng. Trong cơn đau, cô nghe tiếng bước chân lướt qua mình khẽ dừng lại. Kiểu như hụt chân một nhịp, anh ta ngoái lại nhìn Viên, không giấu nổi bất ngờ, rồi lập tức bước nhanh đến, mở tung cánh cửa phòng Viên, đỡ Viên dậy và kéo Viên vào, ấn Viên ngồi xuống mép giường. Ánh mắt không lạnh buốt như hôm qua nữa, mà thay vào đó là tia nhìn đầy cảm thông. Viên ái ngại trả lời, nhưng rồi cơn đau thắt ập đến khiến cô ôm bụng cố gắng kìm cơn đau để không phải rên rỉ. Đau lắm hả? Ánh mắt ấy lại dồn dập những ái ngại. Viên không trả lời, cô chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ trong góc phòng dưới cái tivi, rồi gục xuống tấm nệm trắng với cơn đau tột độ. Anh ta nhanh ý hiểu ra, tiến lại góc bàn, thấy một bịch thuốc đủ thể loại nên lấy chai nước gần đó, rót ra ly rồi mang đến khẽ lay vai Viên. Nè, thuốc nè, uống đi. Viên cố gắng ngồi nhổm dậy, đón lấy ly nước và xé viên thuốc bỏ vào miệng, uống nước rồi trao cho hàng xóm cầm, nằm nhoài xuống nệm. Cảm ơn anh nha. Không có gì, có đỡ hơn chưa? Cũng thủ sẵn thuốc ghê ha. Vừa nói anh ta vừa đi cắt ly nước rồi khoanh tay nhìn Viên lắc đầu. Bị đau bao tử hả? Không, đầy bụng. À, ăn no quá chứ gì. Nhìn anh từ trưa tới giờ, Viên chưng miệng, lấy tay ôm bụng. Cơn đau đã có dấu hiệu giảm bớt. Viên ngước nhìn hàng xóm bằng đôi mắt dò hỏi. Cô không hề thấy ái ngại khi mình nằm mà người ta đứng vì Viên đang đau. Viên cho phép mình không cần giữ lịch sự. Giờ này mà anh còn đi đâu? Đi ăn tối. Có khi hết đau mình đi ăn chung ha. Ánh mắt có phần gần gũi hơn khiến Viên thấy nhẹ lòng mỉm cười. Hơn 11 giờ rồi, không đi ra ngoài đâu. Vậy thì mua về cùng ăn ha. Ăn gì nào? Ăn gì có nước ấy. Ok, đợi chút. Nói rồi hàng xóm của Viên đi ra cửa, két nhẹ và nghe tiếng bước chân rộn rã xuống cầu thang. Viên chôn mũi suy nghĩ lan man. Kỳ lạ, đúng là chuyến đi này mang đến nhiều điều mới lạ. Khi bụng Viên đã bớt đau, có thể đứng dậy và đi lại được, cũng là lúc cửa phòng cô bật mở. Hàng xóm bước vào với nụ cười tươi hết cỡ, kèm theo một bịch đồ ăn to. Hết đau rồi à? Vừa nói, anh ta vừa đặt bịch đồ ăn lên bàn, rồi lôi từ trong đó ra hai bịch hủ tiếu, kèm theo hai cái tô và muỗng đũa. Tô ở đâu ra vậy? Mượn chị Linh lễ tân. Đói quá. Viên sắn tay vào phụ. Họ ngồi xổm xuống nền nhà. Khi đang nhai những sợi hủ tiếu dài chưa kịp nuốt được, Viên nhìn sang hàng xóm trố mắt. Mình mới biết nhau đây mà sao giống người quen quá vậy? Anh ta sặc hủ tiếu, vội vàng đứng dậy lấy nước, ho sặc sụa. Viên cười hi hi, vừa nhai vừa nuốt không quên nhìn hàng xóm bằng cái nhìn thiện cảm. Cảm ơn anh nha, không thì em chết đói luôn. Đáp lại Viên chỉ là một nụ cười. Em tên gì? Viên. Thế Bi ở đâu ra đây? Vũng Tàu, mà sao lại là Bi? Viên Bi còn gì? Viên của Viên tròn, Viên mãn ấy, không phải là Viên Bi. Thì đều tròn hết, cứ tròn là Bi. Anh tên Minh. Ánh mắt ấy nhìn Viên nheo lại rồi cắm cúi ăn. Viên mỉm cười gật nhẹ. Cô chăm chỉ ăn và ngạc nhiên tại sao hủ tiếu ở đây lại ngon một cách kỳ lạ đến như vậy. Đêm ấy Viên ngủ một giấc thật say nhờ cái bụng no và lời chúc ngủ ngoan của hàng xóm mới quen có nụ cười tươi như nắng tỏa. Bản tình ca tháng 6 thật là nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng chưa đâu, bản tình ca ấy vẫn còn réo rắt với những giai điệu thật đẹp. Có nghĩa là truyện ngắn này chưa kết thúc, chỉ mới là một phần thôi. Phần còn lại mời các bạn đón nghe vào tuần sau, để tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai người hàng xóm tình cờ này nha. Và đến đây thì thời gian dành cho văn học từ xanh ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm yêu mến của các bạn. Chúng ta đón nghe chương trình vào các khung giờ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng Chủ nhật, 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng thứ ba và 19 giờ đến 19 giờ 30 tối thứ năm của tuần sau, hoặc trên trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn.